với các bạn trong một Tết nha. Mình chúc các bạn, tất cả mọi người, anh chị em luôn luôn mạnh khỏe nha. Thì năm mới rồi, mình giờ hôm nay mình sẽ quay các bạn xem vào cái nhà mình gọi người nhà mình, nhà anh em ấy, là ăn mừng Tết các bạn. Một năm chỉ có một lần thôi, mình làm nhỏ nhỏ thôi. Đấy, vì vậy mấy đứa cháu với gia đình mình tập trung vào trong nhà của mình luôn, mình ăn nhỏ nhỏ. Và mình sẽ quay cho các bạn xem luôn nha. Mình vào đó luôn các bạn. Đây luôn. Toàn là nghe nhạc thôi các bạn ơi. Giờ mình mời các bạn ăn cùng anh em mình nha. Chỗ này không có người ngoài các bạn, toàn người nhà không ạ. Người nhà đông lắm. Mời các bạn ăn nha. Nhà hai người mà sao đi mà không đây nhà
kia à? À. Nó có chiếc xanh lạ. Lên, lên, lên. Không. Nên là cái chúng ta là cái chúng ta là những cái Thank you.